trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Lido Sài Gòn TV cùng với anh nhà văn Trần Phong Vũ ngồi bìa, anh cựu thẩm phán Đặng Đình Long ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài là nhìn lại năm 2014 và những cái ảnh hưởng đó đưa qua tới năm 2015 cũng như là những cái chuyện đừng nổi bật trong cái vấn đề Việt Nam hiện nay. Mà nhà văn Trần Phong Vũ vừa nói là cái hiện tượng Nguyễn Bá Thanh là bị đầu độc bằng phóng xạ, được chữa trị ở Seattle và bác sĩ đã chạy và bây giờ phải đưa về nước để được chết trên quê hương gần với người thân. Tin thì nói rằng là sẽ đưa về đến Hai Tây, ngày Hai Tây tháng Giêng, nhưng mà tin đó là không chính xác. Thì bên cái gọi là cái blog gọi là Chân Dung Quyền Lực thì hôm nay họ lại nói rằng là không đưa về ngày 2 Tây, có chương trình thay đổi là 6 Tây tháng 2 thì mới về, tức là 5 Tây tháng 2 thì mới bắt đầu đi từ Seattle ghé Alaska và sau ghé Nhật để chăm xăng rồi đi về Việt Nam. Thì đó là những cái blog mà gần như là nặc danh. Và những tin tức thì gọi là thâm cung từ trong triều đình của họ mà ra. Thì chúng ta những cái tin đó chúng ta quan tâm, tạo một cái sự quan tâm dư luận. Nhưng mà cross check để mà chứng thực là nó chính xác hay không thì chúng ta phải chờ coi thực sự là ông Nguyễn Bá Thanh có xuất hiện ở Đà Nẵng trong ngày 6 Tây này hay không. Thì trở lại vấn đề thưa anh Đặng Đình Long, thì trong khi cái liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và Hoa Kỳ thì cái cấp sự giao thiệp thì nó có ông Phạm Bình Minh, mặc dù trước đó là có phải overshadow, tức là phải chắn trước bằng ông Phạm Văn Nghị đi trước chẳng hạn, nhưng mà dù sao nó cũng có cái tư cách của Bộ trưởng Ngoại giao trong đó, giữa quốc gia với quốc gia. Nhưng mà sau cái vụ Giàn Phan thì chúng ta thấy rằng giữa Việt Nam với Trung Quốc là quân đội và công an, chính yếu là quân đội công an, và ông Lê Hồng Anh là bí thư đảng, tức là nó có tính cách là giữa đảng và đảng và quân đội và công an. Thì có phải là Trung Quốc là họ vẫn nắm chặt cái công an nhưng mà quân đội và cái giữ chặt cái liên hệ đảng đảng với Việt Nam không? Cái câu hỏi của anh thực sự trong cái câu hỏi nó có câu trả lời rồi, là tại vì Trung Quốc tức là Trung Cộng á, với Việt Nam tức là Cộng sản Việt Nam đó, hai cái thể chế này nó khác những cái thể chế bình thường ở trên thế giới. Cái chính quyền là hình thức, là cái bóng, chỉ là cái bóng của cái thực chất của nó là cái đảng. Đảng cầm quyền không phải là cái đảng cầm quyền kiểu như Tây Phương. Nó có tính cách tạm thời, sau khi đắc cử này kia trong nghị viện thì được cử ra người. Còn cái này đảng cầm quyền, mà đảng cầm quyền một mình, ở Trung Quốc cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, mà không có thời hạn. Cho nên cái chính quyền thực sự chỉ là, mình dùng cái chữ rõ ràng, chỉ là cái tay sai, chỉ cái hình thức bên ngoài của đảng. Cho nên nó giải thích tại sao hồi nãy anh có nói đó, sau cái vụ Giàn Khoan tháng 5, tháng 6 á, thì cái vấn đề ngoại giao qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc toàn là trong cái hệ thống đảng đi. Mà cũng đặc biệt chúng ta phải lưu ý đó, nó có ba cái loại ở trong cái hệ thống đảng đi. Cái thứ nhất là cũng công an, nhưng mà công an cộng sản bên này đi qua chầu trực hay là xin ý kiến của bên kia hay đi thống nhất về cái hành động gì đó. Rồi bên quân đội, rồi kế đó bên tư tưởng đảng, tức là bên cái bộ phận đảng mà nó nắm, nó điều hướng cái dư luận. Thành ra mà chính nếu hiểu rõ cái điểm này, chúng ta sẽ thấy rằng cái quan hệ của Việt Nam từ sau cái vụ Giàn Khoan đó, nó tỏ ra nó lúng túng, cho tới phút này cũng rất là lúng túng. Là tại vì Việt Nam nói vậy, chứ chúng ta nhớ trước đây nghe nói rất nhiều về cái vấn đề thoát Trung, đâu có thoát được đâu. Đảng cầm quyền như vậy, hai đảng nó cấu kết với nhau để thực hiện cái chính sách chung của hai đảng, đảng Trung Quốc và đảng Việt Nam, để kèm kẹp hay là thực hiện một cái chế độ chính trị gọi là chế độ chính trị cộng sản với nhau. Thì làm sao mà họ không đã thoát ra được? Trung Quốc dứt khoát là không có buông Việt Nam, cái đó mình thấy rõ rồi.
Việt Nam cũng nhất thiết cho tới giờ phút này, phần lớn những đảng viên lãnh đạo trong đảng Cộng sản mình thấy rõ, họ cũng không dám rời xa Trung Quốc. Có một số ít nào đó muốn đứng tách ra một chút thôi, chứ còn thực sự họ vẫn coi Trung Quốc, đảng Cộng sản Trung Quốc là cái phao cứu cho họ, để cho cái đảng họ có thể tồn tại cầm quyền ở Việt Nam. Cho nên chúng ta mới thấy cái quan hệ của, mặc dầu gần đây Mỹ mở tay rất nhiều để cho Việt Nam có thể nhích ra xa một chút, nhưng mà Cộng sản Việt Nam, một là họ chưa muốn, hai là họ cũng chưa có đủ khả năng, để nếu họ muốn làm họ cũng không làm được, bởi vì cái sự kiềm kẹp của Trung Quốc quá nặng đi. Thành ra chúng ta rất buồn. Cái điều đó giải thích tại sao trong năm rồi 2014, cái vấn đề tham nhũng của Việt Nam không có giải quyết được. Làm sao giải quyết? Một cái chế độ độc tài mà độc đảng, độc đoán như thế thì luôn luôn nó là một tham nhũng, chẳng qua chỉ là phó phẩm của một cái chế độ độc tài thôi. Thành ra cái vấn đề chống độc tài, chống tham nhũng ở Việt Nam không có, cái hậu quả mà chúng ta đã thấy rồi, là trường hợp của Nguyễn Bà Thanh bị đầu độc đó. Cái vấn đề thứ hai nữa, những cái hình thức mà Việt Nam sau này mua tàu chiến hay này kia chẳng qua là một cái lối dùng như phủ dụ cho dân chúng yên tâm, nói rằng chúng tôi không có lệ thuộc quá và chúng tôi vẫn muốn bảo vệ chủ quyền. Chứ thực sự cái vấn đề mà mua tàu ngầm hay là mua máy bay dùng để mà ứng phó với sự xâm lăng Trung Quốc, bản thân những người lãnh đạo ở Việt Nam tôi nghĩ rõ của họ cũng không nghĩ đến cái chuyện mà chống Trung Quốc đâu. Chẳng qua là tại vì biển rộng quá, đâu phải tranh chấp với đại Trung Quốc không, còn có thể tranh chấp về chủ quyền trên biển đối với Phi Luật Tân hay Mã Lai Ai, nhất là ở cái khu vực mà Trường Sa. Tóm lại, những cái nguồn tin, tình hình nói tóm lại thì theo tôi nhận định cái năm 2014, mặc dầu có nhiều cái biến động nó ảnh hưởng đến chính trị Việt Nam, ảnh hưởng đến cái chủ quyền Việt Nam, ảnh hưởng đến cái sự đàn áp những blogger hay những cái người chống những... Anh thấy kỳ rồi đó, những cái người nào mà chống Trung Quốc nhiều chừng nào thì những người đó bị bắt trước thôi. Nhưng mà thưa anh, thì anh nói như vậy, nhưng mà ở cái vị trí Trung Quốc thì họ nói rằng là bây giờ họ là một quốc gia mà gọi là cường quốc ở vùng, họ trừng lên và họ nhu cầu họ là muốn đá Mỹ văng ra khỏi vùng đó. Và ở Trung Quốc là muốn trừng lên đó thì chỉ có cái hướng tiếng Nam thôi, bởi vì tiếng Bắc không được, tiếng Tây không được, tiếng Trung không được. Thì anh thấy Bắc là có Mông Cổ, sa mạc Mông Cổ với Liên Xô rồi, ý Nga rồi. Ở phía anh thấy ở phía Đông thì Nhật Bản chắn rồi, mà ở phía Tây thì những cái nước rừng núi, rừng và sa mạc của những quốc gia mà có cái đuôi là Stan, Afghanistan, Kazakhstan để là tùm lum, là những cái nước Stan là nó cũng không có cái gì để tiến, không có gì phải là vùng trù phú. Trong phi phía Nam á, là một cái vùng trù phú mà tiếng Nam á, là nó qua được Ấn Độ Dương để mà tiếp xúc với Trung Đông, tiếp xúc với Phi Châu. Thì là nhu cầu bằng mọi giá nó phải tiếng Nam, mà ở tiếng Nam thì dĩ nhiên là nó phải là tìm mọi cách phải khống chế Việt Nam. Nếu khống chế cả Việt Nam được thì tới mũi Cà Mau, mà không khống chế được Việt Nam thì tới Hà Tĩnh. Tức là nếu mà cái băng A là chiếm trọn Việt Nam trong vòng ảnh hưởng của Hoa Kỳ, mà xin lỗi, của Trung Quốc, mà nếu băng A không được, băng B thì cắt ngang Hà Tĩnh thì nó cũng làm dùng trái đệm giống như Triều Tiên. Thì anh nghĩ sao vậy? Tôi nói thật, cái ý đồ của Trung Quốc muốn khống chế Biển Đông, tức là cái biển mình nói tranh chấp hồi nào giờ đó, cái ý đồ đó rất rõ ràng, mà tôi tin rằng cái ý đồ đó sẽ không thực hiện được. Cái lý do, cái quyền lợi ở Biển Đông đâu có phải của Việt Nam không, đâu có phải của Philippines đâu, mà có những cái nước có quyền lợi còn lớn hơn nhiều, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ như Nam Triều Tiên, ví dụ như Ấn Độ, ví dụ như Úc, và trước hết là đối với Mỹ. Mà đó là những cái lực lượng về hải quân, nói thật không có nước nào thua của Trung Quốc hết trơn hết trọi. Cho nên dù mà Trung Quốc muốn gây hấn hay muốn làm gì thì tôi nói thật, có thể vài ba chục năm nữa tôi không hiểu, nhưng mà trong vòng 5-10 năm nữa tôi thấy cái khả năng Trung Quốc không có thể nào khống chế được cái Biển Đông. Mà Hoa Kỳ chắc chắn rằng không bao giờ buông lơi cái quyền lưu thông về hàng hải của Hoa Kỳ và của các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt ở Úc, ở Nhật Bản, ở Nam Triều Tiên, ở Ấn Độ. Họ không buông cái vùng đó, do đó mà
cái ý đồ của Trung Quốc tôi thấy khó thực hiện chứ không phải dễ dàng như nhiều người đã suy nghĩ như vậy đâu. Tiếp ý của anh Long ấy thì tôi thấy chúng ta cần link vào cái hoàn cảnh hiện tại của Nga nữa. Là bởi vì gần đây ấy, chúng ta thấy rõ ràng là dù là Nga đã đi theo một cái chiều hướng khác, nhưng mà Bắc Kinh dưới thời Tập Cận Bình đã vẫn đang tìm mọi cách để mà gây ảnh hưởng với lại Nga. Thành ra khi mà thấy Putin làm được một vài cái động thái khá đặc biệt, nhất là cái chuyện mà chiếm Crimea rồi thì gây rối ở miền đông Ukraine đó, thì rõ ràng là Trung Cộng vỗ tay. Và họ cũng lại là chúng ta phải để ý tới một cái chi tiết là cái động thái cũng như là cái âm mưu, cái thủ đoạn nằm bên trong cái đầu của Tập Cận Bình ấy, để mà đi ra với lại Biển Đông đó, nó cũng có những cái nét tương đồng với lại cái hành vi gần đây của Nga. Thành ra khi mà Nga dội lên làm những cái chuyện đó, mà có những lúc người ta có cảm tưởng như cả Hoa Kỳ và Tây Âu đều là lúng túng, là bởi vì không biết cách nào để đối phó cả. Thì chỉ trong sớm chiều vài ba tháng gần đây cho chúng ta thấy cái sự sa sút thê thảm của Nga. Trước hết là cái giá dầu càng ngày càng xuống rất là đậm, mà cái tình trạng dầu thì như chúng ta đã biết, nếu không bán được mỗi thùng trên 70 đồng thì Nga sẽ không có cách nào mà có thể phục hồi được cái kinh tế. Và cái vấn đề dầu nó ảnh hưởng ngay tới cái tình trạng nền kinh tế của Nga hiện nay, và đặc biệt là về cái vấn đề hàng không. Trong thời gian vừa qua, nhất là trong cái dịp lễ lớn, người ta nói rằng là có thể nói là gần như 50-60% những cái chuyến bay đã phải ngưng. Thế thì có thể nói rằng là cái sự đánh giá của những chuyên gia quốc tế hiện nay là một cái nỗi thất vọng rất lớn cho Trung Quốc. Và từ đó tôi đồng ý với anh Đặng Đình Long là trong những ngày sắp tới đây, trong năm tới đây, nó sẽ là đưa tới cái hệ quả làm cái sự thất vọng rất là lớn đối với lại Trung Quốc. Dạ thưa anh. Dạ vâng, và dạ, cảm ơn anh Trần Phương Vũ, và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.